bạn đang tìm kiếm một hộp bánh trung thu cao cấp và sang trọng. Bạn chưa biết chọn bánh trung thu khách sạn thương hiệu 5 sao nào đẹp tại Hà Nội. Hãy bấm vào link website bánh trung thu ở trong bài viết ngay dưới video này. Tại đây bạn có thể dễ dàng biết được ý nghĩa của từng loại bánh. Có thể so sánh mẫu hình ảnh, báo giá và lựa chọn cho mình hộp bánh đúng ý nhất. Hơn nữa bạn cũng có thể đặt hàng online để nhận giao bánh tận nơi dành tặng người thân. Bánh trung thu khách sạn Intercontinental Hà Nội Landmark 72 với bộ sưu tập bánh trung thu thượng hạng hộp bánh năm nay được thiết kế duyên dáng và tinh tế gửi gắm lời chúc cho một mùa tết đoàn viên trọn vẹn nghĩa tình đong đầy yêu thương đến với khách sạn seraton bạn sẽ được thưởng thức hương vị tinh túy của những chiếc bánh trung thu cao cấp được chế biến cẩn thận từ những nguyên liệu tốt nhất và công thức lưu truyền từ lâu đời mỗi miếng bánh là một minh chứng cho niềm đam mê và sự tận tụy hãy cảm nhận từng chiếc bánh từ kiến tạo tuyệt vời này sắc xanh lam trầm ấm tôn lên chất liệu gấm phủ màng tơ góp phần tạo nên nét đẹp đoan trang lấp lánh đây chính là bộ sưu tập bánh Trung thu khách sạn Pan Pacific khi đặt dưới ánh sáng tự nhiên. Từng đường nét hoa văn được khắc kim vàng hồng tỉ mỉ tái hiện khu vườn thượng uyển đang kỳ nở rộ, sánh ngang với nhan sắc của nàng thiếu nữ độ tuổi trăng tròn. Bánh Trung thu khách sạn DU với 3 gam màu sôi nổi. Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn phiên bản yêu thích. Màu cam tượng trưng cho tuổi trẻ và đam mê, màu trắng tao nhã, thanh lịch hay phiên bản màu vàng quý phái, tăng tràn sức sống. Cuối cùng là dòng bánh luôn được khách hàng lựa chọn nhiều nhất, bánh Trung thu khách sạn Hà Nội năm 2024 với nhiều mẫu hộp bánh trung thu cao cấp, sang trọng, đẳng cấp, thương hiệu bậc nhất Hà Nội, chắc chắn sẽ làm bạn thỏa sức lựa chọn. Hãy liên hệ ngay hotline 0975 499 395 hoặc link website bánh trung thu ở trong bài viết ngay dưới video này để đặt bánh và giao hàng tận nơi.